các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu một số dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc được sử dụng trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 theo văn bản số 1306 BIT-IHCT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tiếp theo, 56 là cây thuốc tiền hồ và vị thuốc tiền hồ. Năm 57 cây thuốc tía tô và vị thuốc tô diệp. Năm 58 cây thuốc tỏi và vị thuốc tỏi. Năm 59 cây thuốc trà xanh và vị thuốc trà xanh. Sáu mươi cây thuốc trạch tả và vị thuốc trạch tả. Sáu mươi mốt cây thuốc tràm, tràm gió. Sáu mươi hai cây thuốc quýt và vị thuốc trần bì. Sáu mươi ba cây thuốc tri mẫu và vị thuốc tri mẫu. 64 cây thuốc nhót tây, nhót Nhật Bản và vị thuốc tỳ bà diệp. 65 cây thuốc viễn trí, viễn trí lá trứng và vị thuốc viễn trí. 66 cây thuốc xuyên bấu mẫu và vị thuốc xuyên bấu mẫu. 67 cây thuốc xuyên khung và vị thuốc xuyên khung. 68 cây thuốc xuyên tâm liên và vị thuốc xuyên tâm liên. 69 trâu nước và vị thuốc thủy ngưu giáp. 70 khoáng chất natri sulfat và vị thuốc măng tiêu. 71 khoáng vật sinh thạch cao và vị thuốc sinh thạch cao. 3 cây thuốc khác, mời các bạn xem video tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, mong các bạn nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like và chia sẻ. Trẻ Tự Nhiên.
Xin cảm ơn các bạn.